Chào tất cả anh em nhé, mình là anh thợ xây. Hôm nay mình hoàn thiện con diều. Con diều này là con diều ong vàng. Con đây là làm cho khách của anh cai xây. Anh khách đây anh đặt một con diều 3m là gửi áo cho mình ấy. Họ mua áo sẵn rồi, họ gửi cho mình chỉ lên khung hoàn thiện thôi. Đây là khung người này. Thì do gấp quá, mình lấy luôn cái khung cái này của cái con diều may mắn của mình. Gấp quá nên lấy luôn, chưa kịp đây. Mới mua tre về để làm khung cái nhưng mà nó chưa khô nên phải lấy cái khung cái của mình. Đây khung này. Hai khung thì mình đã xỏ vào trong này rồi. Hai khung này nữa thì tí nữa mình sẽ xỏ nó và bây giờ buộc mốt cái inox này vào nữa rồi xỏ khung. Đây mình sẽ quay cách buộc của mình anh em xem. Thì mỗi người một cách buộc thôi. Cách buộc của mình thì anh em nào tham khảo được thì tham khảo thôi. Đây nhá, thì cái đây này mình đã vạch trước một vạch là vừa với cái áo này rồi nhá. Con diều này thì khoảng 2m95, mình đo được khoảng 2m95. Vì nó nhỏ hơn con diều mình một chút. Con diều mình là 3m05. Anh em nhìn cách buộc mình tham khảo nhá, chứ mình không dám chỉ dạy anh em là phải buộc này phải buộc thế kia đâu nhá. Buộc xong thì nó như này nhá. Thì anh em để nó chắc chắn hơn thì đổ một ít keo 52 lên. Đây anh em nhé. Giờ ở đây mình dùng inox này là inox 15x15 và dày 0,8mm. Thì mình thấy nhiều anh em dùng hay dùng cái inox dày quá nên thấy nó nặng lắm anh em ạ. Hôm nào mình sẽ làm một video nói về cái inox này cho anh em xem. Đây là một khung của mình nhá. Mình làm xong cái khung rồi mình sẽ thử sang bằng cho anh em xem.
thì quát khung này anh em chú ý hai điều, nó là nặng nhẹ bằng nhau và độ cứng bằng nhau nhé. Cứng là độ cứng này, cả ở giữa này anh em để cùng chút nhá. À, phần đầu này anh em cứ vắt nhỏ yếu thôi, không hẳn yếu là nó sẽ không chịu bão đâu, yếu nó tản gió đều nó vẫn chịu bão nhá. Mình làm rất nhiều con chịu bão nhá. Con vừa rồi mà con của thằng em nó thả bộ sáo đàn bò ấy, ở đấy mình cũng làm nhá, nếu không thả bão nên nó vẫn không quay, vẫn nên đều anh em nhá, vẫn đấu im được. Đây thằng bằng nhá, cặp tiếp theo anh em nhá. Điều sáo to này nó lệch một chút cũng không ảnh hưởng gì đâu anh em nhá. Thì giờ mình sẽ lên diều cho anh em xem. Anh em mình sẽ hỗ trợ mình nhá. Đây là nguyên em trước mình làm cho con diều đây cho anh em nhá. Đuôi ngược rồi. Đuôi ngược. Đuôi ngược anh em nhé, tí nó ngâm lại. Vải thường nên nó hơi xấu, cái vải này là thả mưa thấm nước anh em nhé. Anh em mà chơi đầu tư chơi lâu dài ấy, anh em mua cái bộ vải vip ấy, nó khoảng hơn 200 một mét mét nó may thôi. Phải tầm 3 mét, tầm 4 mét.